Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đầu tiên chúng ta phải đảo hàm y lên. Chúng ta sẽ có như thế này. Chúng ta có 3 nhân 2 là 6. Tiếp tục. Đề nói nghịch biến có nghĩa là y phải ở đây bắt buộc phải nhỏ hơn 0 trong cái đoạn từ số 2 cho đến cộng vô cực. Như vậy, chúng ta sẽ xét 3 trường hợp. Trường hợp 1 là dễ nhất là delta nhỏ hơn 0. Khi delta nhỏ hơn 0 thì chúng ta sẽ không có nghiệm, thì chúng ta có hệ số là trừ 3. Thì nguyên cái đoạn từ âm vô cực đến cộng vô cực thì nó lúc nào cũng là số âm, có nghĩa là bao gồm nghịch biến khoảng này luôn. Như vậy trường hợp 1 delta nhỏ hơn 0. Như vậy chúng ta có b bình phương trừ 4 lần ac. B ở đây chính là 6m. A ở đây chính là trừ 3. Còn c ở đây là trừ 6m bình phương trừ 2. Cục này chúng ta tính ra được 36m bình phương trừ 4 trừ 3 là cộng 12. Cộng 12 trừ nhưng với trừ 6 nữa là âm 72. Cộng với lại trừ 2 nhân cho số 72 chúng ta sẽ ra 144. Như vậy cục này tính ra được là âm 36m bình phương cộng với lại 144. Và bây giờ chúng ta cho cái cục này nè nhỏ hơn 0. Như vậy chúng ta để cái cục này sang bên kia, chia hai vế cho số 36 thì chúng ta ra số 4. Sau đó đặt căn bậc 2 cho hai bên thì chúng ta sẽ có m nhỏ hơn trừ 2 và m lớn hơn số 2. Thì như vậy chúng ta sẽ có đoạn là từ âm 5 cho đến âm 3. Và đoạn tiếp theo sẽ là số 3 cho đến số 5. Tiếp tục, trường hợp 2 delta bằng 0. Khi delta bằng 0, chúng ta có một nghiệm kép, có nghĩa là m sẽ bằng trừ 2, m sẽ bằng 2. Và bây giờ chúng ta thế thử hai cái cục này vào đây. Đối với trừ 2, chúng ta sẽ có trừ 16 ở đây, hay lộn trừ 12 ở đây. Thế trừ 2 vào đây, chúng ta ra âm 12. Thì chúng ta bấm giá trị của x khi cho y phải bằng 0. Thì chúng ta có x bằng trừ 2. Trừ 2 không nằm trong khoảng này, có nghĩa là chúng ta sẽ có âm 0 rồi âm. Cho nên trừ 2 nó nằm ở bên tay tay phải của cái bên tay trái của cái 2 đến cộng vô cực. Cho nên cái cục này chọn. Cục này chúng ta thấy số 2 vào. Chúng ta ra trừ 12. Thì chúng ta cho y phải bằng 0. Thì chúng ta ra x sẽ bằng 2. Mà 2 nó nằm ở đây có nghĩa là trừ 0 trừ. Như vậy cục này cũng chọn luôn. Như vậy là thỏa. Như vậy là m trừ 2 và m cộng 2 cũng được chọn luôn. Và bây giờ chúng ta còn trường hợp số 3, đó chính là delta lớn hơn 0. Khi delta lớn hơn 0, chúng ta sẽ có hai nghiệm, thì nó sẽ tạo thành kết quả là âm 0 cộng 0 âm. Cái này là bảng xét dấu, thì chúng ta sẽ có m nằm trong khoảng từ trừ 2 cho đến số 2. Như vậy, khi chúng ta viết phương trình, thì chúng ta sẽ có x1 và x2. Chúng ta sẽ có trừ b trừ cho căn delta chia cho 2a. Cục thứ 2 đổi dấu lại. Ở đây chúng ta có b. B đó chính là cái cục này.
delta thì chúng ta đã có cái cục vừa mới tính ở đây. A chính là cái số trừ 3 ở đây. Bây giờ chúng ta lấy số 36 ra bên ngoài cục này. Thì chúng ta biết căn bậc 2 của 36 là số 6. Còn đây là trừ 6. Đây là trừ 6. Tiếp tục, chúng ta lấy trừ 6 chia cho trừ 6. Như vậy chúng ta sẽ có m cộng với lại căn bậc 2 của cục này. Và chúng ta sẽ có số m trừ cho căn bậc 2 cái cục này. Thì chúng ta nhìn rõ, cộng với cộng lúc nào cũng lớn hơn cộng với lại trừ cái gì đó. Cho nên chúng ta sẽ có cái nghiệm này lớn hơn cái nghiệm này. Chúng ta biết để cho cái cục này nghịch biến này nè, thì m cộng với lại cái số này bắt buộc phải nhỏ hơn hoặc bằng 2. Tại vì sao? Khi nó nhỏ hơn hoặc bằng 2, cái cục lớn nhất đó, nó sẽ tạo thành âm 0 cộng 0 âm. Thì cái vị trí số 0 này nè, nó phải trùng với là số 2 ở đây. Cho nên trong trường hợp này, chúng ta sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 2. Như vậy mình để m sang bên phải, bình phương cả hai bên lên. Thì chúng ta sẽ có là số 4 nè, trừ 4m cộng m bình phương. Số 4 với số 4 chúng ta loại đi. Trừ m bình phương chúng ta đẩy sang bên kia là 2m bình phương. Thì chúng ta thấy rõ ở đây là 2m bình phương trừ 4m. Thì chúng ta bấm máy tính ra. Thì nếu chúng ta tính theo cách này thì nó sẽ là sai á. Bây giờ mình sẽ có một cách khác để bớt xa hơn. Vì m là số nguyên, bây giờ mình sẽ sử dụng máy Casio. Thì bây giờ để chúng ta có bắt đầu từ trừ 2 đến cho đến số 2. Như vậy mình sẽ chạy bảng giá trị từ số âm 1 cho đến cộng 1. Và bây giờ xem coi m nào nhỏ hơn hoặc bằng 2 mình sẽ chọn. Thì chúng ta nhấn vào đây, chúng ta nhấn số 7. Chúng ta viết phương trình này vào. Chúng ta nhấn dấu bằng. Cái này không có gì. Chúng ta sẽ bắt đầu từ trừ 1. Kết thúc lại từ vị trí số 1. Mỗi đơn vị cách nhau một đơn vị. Thì chúng ta thấy rõ, chúng ta có trừ 1 nè, 0 nè. Cho đến số 1 thì nó lớn hơn số 2 rồi. Thì chúng ta loại đi số 1 này. Như vậy chúng ta sẽ có trừ 1 và số 0. Như vậy, trong trường hợp này chúng ta chỉ có m bằng trừ 1. M bằng số 0, thỏa mãn. Và bây giờ chúng ta ngồi đếm. Ở đây là hai giá trị nè. Ở đây là hai giá trị nè. Ở đây là 6 giá trị. Như vậy chúng ta ra 10. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.